Hồng Vân, từ nghèo khó bán nước mía đến bầu sâu giàu có nhất về biết. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, tên đầy đủ là Ngô Đặng Hồng Vân, sinh năm 1966 tại Hà Nội, nhưng quê gốc của chị ở Bắc Ninh, sau đó lại cùng gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống vào lúc 9 tuổi. Gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng Hồng Vân nuôi dưỡng giấc mơ sân khấu từ bé và quyết theo đuổi nghiệp diễn xuất. Khi đạt được thành công như ngày hôm nay, nữ nghệ sĩ không quên muôn vàn khó khăn tuổi thơ ấu, bán nước mía mưu sinh từ nhỏ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiết lộ rằng chị từng đi phụ bưng bê trong quán nước mía từ năm học lớp 6 để mưu sinh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhớ lại: "Tôi còn nhớ, thời điểm đó tôi học lớp 6, Sài Gòn chưa có cà phê nhạc như bây giờ. Phố Lê Lợi là nơi tập trung mọi sự ăn chơi và có loại hình nước mía nhạc. Hè năm đó, tôi mới học lớp 6 nhưng đã xin đi làm phục vụ quán nước mía. Một mình tôi bưng 6 ly nước mía một lúc, chuyên nghiệp lắm, mỗi tay 3 ly, cứ thế bưng rồi đi." Cứ một đợt hè đi phục vụ quán nước mía như vậy, tôi kiếm được bộ tiền. Mỗi tháng tôi được tới 5.000 tiền lương, tức là rất nhiều chứ không hề ít. Chị cũng bộc bạch thêm, thời điểm đó tôi coi nghề bưng bê nước mía này là một công việc mưu sinh của mình từ khi còn học lớp 6 đến giờ. Tôi biết kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ như vậy. Tôi làm bưng bê nước mía nhưng không được uống vì tôi không có tiền. Nhưng tôi đủ kinh nghiệm để biết, cốc nước mía ngon là phải say đến khi nào bọt nổi lên, có màu vàng, uống vào béo ngậy tuy nhiên đến nay khi những câu chuyện ly kỳ liên quan đến việc nghệ sĩ uống nước mía, mắt thấy tai nghe nên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tự đúc kết kinh nghiệm không bao giờ đụng tới nước mía trước khi lên sân khấu thành công từ cây hài chuyển sang bầu sâu năm Hồng Vân học lớp 11 chị thường xuyên sinh hoạt trong nhà văn hóa quận Bình Thạnh có một lần Hồng Vân được giao vai chính trong vở hài kịch cầu hôn của Tê xe khốp người trong nghề đều biết hài kịch mà nhất là hài kịch của xe khốp thì cực kỳ khó đóng khó truyền tải tiếng cười đến khán giả dù tiếng cười đó rất ý nghĩa. Chính vì thế Hồng Vân vừa diễn vừa run. Lúc diễn xong, khi khán giả vỗ tay rào rào hưởng ứng, thì cũng là lúc Hồng Vân lăn đùng ra ngất xỉu vì quá run. Sau vừa diễn đó, tố chất của một cây hài tiềm năng của Hồng Vân bắt đầu được phát hiện. Vừa kịch cầu hôn của xe khốp còn được nhiều nơi mời tới diễn. Đó cũng là lần đầu tiên Hồng Vân kiếm được tiền từ lao động nghệ thuật. Học hết lớp 12, chị thi vào trường cao đẳng nghệ thuật sân khấu nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Tiền Phong, Hồ Chí Minh, chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt ngôn, Hồng Vân nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trên sân khấu hải. Thời kỳ các đĩa mưa bụi nổi đình nổi đám cũng đánh dấu sự thành công của nữ nghệ sĩ trong vai trò một nữ diễn viên hài. Thế nhưng thời điểm đấy, chị đột ngột quyết định hạn chế dần sự có mặt của mình trên sân khấu để trở thành một bà bầu sân khấu. Với sự nỗ lực và cống hiến hết mình, Nghệ sĩ Hồng Vân là người trẻ nhất trong số nghệ sĩ phía Nam được nhà nước cho tặng danh hiệu cao quý nghệ sĩ nhân dân nhưng không khi nào chị tự cho mình là tài giỏi hơn các cộng sự khác. Chị cũng là giám đốc công ty cổ phần sân khấu điện ảnh Vân Tuấn, là đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 đến 2016. Phó quảng cáo sai sự thật và vạ miệng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xuất hiện tại một đoạn clip quảng cáo cho sản phẩm có tên Shuka chuyên dùng để chữa bệnh u sơ, u nang sau đó chỉ còn sử dụng trực tiếp sản phẩm và khuyên dùng đối với những bệnh nhân bị u sơ, u nang. Đoạn clip quảng cáo về sản phẩm sau đó được sử dụng nhiều lần khi chia sẻ tại những nền tảng mạng xã hội gây nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát. Điều đáng nói, sản phẩm siêu ca dù chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe với công dụng hỗ trợ hạn chế sự phát triển của u sơ tử cung, u sơ vú lành tính của phụ nữ, u phi lành tính tuyến tiền liệt. Thế nhưng, lợi dụng chính lòng tin của người hâm mộ bằng những lời giới thiệu sai sự thật của người nghệ sĩ sản phẩm được nổ như thuốc điều trị u sơ, u nang, triệt tiêu u, tan biến khối u. Liên quan đến sản phẩm này, Cục An toàn Thực phẩm đã đăng tin cảnh báo đến người tiêu dùng về việc sản pH ẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siêu ca vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Sau đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã lên tiếng về việc quảng cáo sản phẩm bằng một bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Chị xin lỗi đến khán giả như sau, là một người của công chúng, Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, của mọi người và sẽ coi đây là bài học đắt giá cho mình. Bản thân Vân sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình và luôn tự cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện cả về cả năng lực và đạo đức làm nghề, xứng đáng với lòng tin của khán giả. Tuy vậy, toàn văn lời xin lời từ nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân không nhắc đến trách nhiệm với người hâm mộ, chính là những khách hàng đã tin vào lời quảng cáo để mua, sử dụng sản phẩm với mong muốn có thể thoát khỏi bệnh tật. Nhiều netizen vẫn đánh giá chỉ thiếu chân thành khi các clip quảng cáo đến nay vẫn được lan truyền trên các diễn đàn. Bên cạnh sự cố quảng cáo, Hồng Vân cũng bị chỉ trích khi đăng tải bài nói về dịch bệnh của Sài Gòn. Một số đã gây gắt chửi bới nữ nghệ sĩ khi bài viết có dòng trời Phật hỡi xin ngừng gieo kiếp nạn. Rất nhiều khán giả cho rằng nghệ sĩ Hồng Vân đã qua thiếu thực tế và nên những có hành động thiết thực hơn là những câu nói sáo rỗng, hạnh phúc viên mãn bên chồng kém tuổi trước khi có được hạnh phúc như hiện tại bên cạnh ông xã lê tuấn anh hồng vân từng nên duyên với một kiến trúc sư xây dựng gia đình hạnh phúc với hai con nhỏ còn lê tuấn anh trước đó cũng kết hôn với ca sĩ phương thảo vợ nhạc sĩ ngọc lễ xe đạp ơi tuy nhiên sau một thời gian chung sống lê tuấn anh đã chia tay phương thảo hồng vân dù chung sống bình yên bên chồng là kiến trúc sư nhưng cuối cùng đó vẫn chưa phải là bến đỗ cuối cùng của chị trong một game show Nghệ sĩ Hồng Vân từng chia sẻ cô và ông xã Lê Tuấn Anh là bạn học chung trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là cô nàng cá tính mạnh, Hồng Vân thú nhận yêu anh nồng nhiệt. Tuy nhiên khi hiểu nhầm Lê Tuấn Anh, chị cũng chia tay anh một cách quyết đoán. Trải qua sóng gió, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh phát hiện ra cả hai vẫn còn duyên nợ và tình cảm cho nhau. Vì thế họ quyết định nối lại tình xưa bằng một đám cưới vào năm 2003. Trước khi kết hôn với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Diễn viên Tuấn Anh từng là một tài tử điện ảnh của làng phim truyền hình phía Nam, nhưng từ khi kết hôn, anh từ bỏ sự nghiệp điện ảnh lui về hậu trường hỗ trợ Hồng Vân tập trung kinh doanh. Còn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiếp tục thỏa sức mình cống hiến trên sân khấu, chỉ thành lập sân khấu kịch riêng. Sau 16 năm gắn bó, cặp đôi có một con gái chung và sống hạnh phúc. Là người nổi tiếng nên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bận rộn với các công việc tại sân khấu nhưng may mắn khi về gia đình chị luôn được Lê Tuấn Anh lo lắng chu toàn mọi việc để không gặp quá nhiều áp lực nhờ có chồng yêu chiều giỏi kinh doanh mà nghệ sĩ nhân dân hồng vân luôn được bạn bè trong giới nghệ sĩ ngưỡng mộ không chỉ khéo léo trong việc yêu thương chăm sóc vợ diễn viên tuấn anh còn chân thành đối xử với con riêng trong đời thường nhiều gia đình bình thường phải đối mặt với những chuyện khó xử như con anh con tôi nhưng nhờ sự trải nghiệm trong cuộc sống gia đình anh chị đã đi qua được tình huống éo le này thời điểm đó chỉ người xung quanh mới cảm nhận rõ được tình cảm đoàn kết của gia đình họ diễn viên tuấn anh đã làm tốt vai trò của người đàn ông Cách ứng xử khéo léo của anh đã khiến con riêng của vợ cảm thấy gần gũi và coi như cha ruột. Chính đạo diễn Khôi Nguyên, con của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và người chồng trước đã tâm sự như vậy. Khôi Nguyên từng chia sẻ, ba tuần anh dạy tôi rất nhiều điều, có những điều chỉ có những người đàn ông mới có thể hiểu. Khi thích cái gì, muốn xin gì, tôi sẽ tìm đến ba vì ba giống như ông bụt vậy. Cách hành xử của Lê Tuấn Anh với vợ hơn tuổi cùng các con chung riêng đã được giới nghệ sĩ lẫn fan vô cùng hâm mộ điều nhiều người nể phục nhất trong cuộc sống hôn nhân này chính là thái độ sống tích cực tình cảm chân thành và sự kín đáo giản dị không màu mè của họ trên trang cá nhân nghệ sĩ nhân dân hồng vân thường xuyên đăng tải bức hình cô và ông xã lê tuấn anh thời trẻ nữ diễn viên kể lại cô nảy sinh tình cảm với ông xã khi cả hai lần đầu cộng tác chung trong mv thiên thai của nghệ sĩ thanh lan năm sao việt đồng loạt kiện bà phương hằng chùm cuối là ai ngoài cái tên thủy tiên đàm vĩnh hưng Hoài Linh, phiếu anh thì trùng cuối gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng cũng đã lộ diện. Trưa ngày 22 tháng 9, luật sư đại diện cho vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh xác nhận với thanh niên đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác với mục đích xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Chúng tôi khẳng định chúng tôi lựa chọn áp dụng các biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh trước tình trạng các tổ chức cá nhân có những hành vi vu khống, nói xấu, đăng tải, lan truyền các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ, trong đó có doanh nhân Phương Hằng. Con đường tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính là con đường giải quyết vụ việc một cách thỏa đáng, công khai, minh bạch trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của ca sĩ Thủy Tiên cùng tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan. Vị luật sư nói trên thanh niên. Theo thanh niên, ngoài ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vi Oanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng từ nghệ sĩ Hồng Vân. Trước đó vào tháng 5 năm 2021, Hồng Vân bị lôi vào ồn ào với bà Phương Hằng vì bị cho là có bình luận mỉa mai về nữ CEO và khu du lịch Đại Nam. Ngay lập tức, phía bà Phương Hằng tuyên bố khởi kiện Hồng Vân về hành vi bôi nhọ doanh nghiệp. Đồng thời, nữ đại gia cũng nhiều lần buông những lời công kích nghệ sĩ Hồng Vân trên sóng livestream. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé